British Airways, hãng hàng không nổi tiếng của Anh, có nguồn gốc từ sự sáp nhập của hai hãng British Overseas Airways Corporation, BOAC, và British European Airways Corporation, B, vào năm 1972. Với trụ sở chính tại sân bay London Heathrow, British Airways đứng đầu danh sách các hãng hàng không Anh về số lượng chuyến bay cũng như chuyến bay quốc tế. Với đội bay gồm 234 máy bay hiện đại từ Boeing và Airbus, hãng này phục vụ tới 222 điểm đến cả trong và ngoài nước. Sự thành công và uy tín của British Airways được thể hiện qua việc họ nhận được giải thưởng hãng bay cung cấp dịch vụ khoang hạng nhất tốt nhất châu Âu vào năm 2016. Tuy nhiên, hành trình phát triển cũng không thiếu những thách thức. Trải qua những năm tháng, British Airways đã 8 lần vô địch giải Wimbledon, sự kiện quần vợt danh giá. Trong số đó, có 5 lần liên tiếp từ năm 2003 đến 2007. Các chiến thắng tại Wimbledon gắn liền với tên tuổi Roger Federer, ngôi sao quần vợt vĩ đại. Không chỉ vô địch tại Wimbledon, Federer còn đạt được tổng cộng 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp, đứng sau Rafael Nadal và Novak Djokovic. Ngoài thành tích cá nhân, hãng này cũng từng đối mặt với các sự cố trên chuyến bay. Một trường hợp nổi tiếng là khi một hành khách quá khổ ở ghế 1A trong cabin hạng nhất bị kẹt suốt 3 giờ sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay London Heathrow. Với chiều rộng khoảng 0,6m, việc giải thoát hành khách này trở thành một thách thức lớn. Đội cứu hộ phải dùng cần trục và mất đến 3 tiếng để giải thoát. Nhưng không chỉ là những sự cố, hãng cũng tỏ ra luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn để duy trì uy tín và sự phục vụ chất lượng tới khách hàng. Hãng hàng không British Airways vẫn tiếp tục là một biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không toàn cầu.